Em xuống coi, đem em về giúp giùm chị. Sau này chị em mình gặp sẽ nói chuyện nhiều. Thì chú mới xuống. Chú hỏi nào Cam, trời ơi, nó có chút xíu à, đừng tổn nó rụt vậy nè. Nó dị tướng, tự nhiên mới gặp nó đây mà không phải giờ nó giao nhà hàng của nó, đi xe hơi rồi đó. Thì chú về cho nó thấy mà nó hơi không dính níu nó đâu. Tụi mày nó làm gì mà giàu vậy? Có nước bắn xịt ke mới giàu cái gì? Là chú có hồi xưa từng tiếp xúc với Nam Cam thì không biết là bối À, cảnh như nào cho Nam Cam thì hồi đó nói như vậy, cái lúc mà hồi nhỏ đó thì hồi đó có sòng bài của Bảy Si ở quận 4, là anh rể Nam Cam á, lấy chị của Nam Cam. Cái lúc mà sòng bài đó thì tụi tài ba đô nó vô nó phá sòng, anh Bảy Si Lâm nó chết đi. Thì bây giờ nếu anh Bảy Si ra ở tù á thì sòng bài dẹp, không biết không, nên thằng Cam nó ra nó nhận, nó vô Chí Hòa lúc đó nó còn còn nhỏ, nó gọi là thiếu nhi nhi đồng á, nó ở vô á. Nhưng mà chị á, chị gọi chị biết, chị Bảy Si, ê, chị của Nam Cam á biết chú ở tù trong đó nên chị mới viết cái thơ vô nhờ chú giúp Cam. Cái bữa đó chú đại đồ đông lắm, giỡn ngày nào anh em xuống tập thể thao rồi giỡn cái vô á với hồ á. Thì ông Chánh á, cậu Chánh ông coi văn phòng á, ông kêu chà già, hồi nãy có cái thơ ai gửi vô tao để bàn á, chúng mày lên coi ai gửi cho mày á. Thì chú mới vô chú mở ra chú thấy cái thơ để ở ngoài mấy chữ để ăn khế trả vàng ơn đền quán trả. Thì chú mở ra chú coi thì chú thấy Hương chị là chị của thằng Cam. Em xuống coi, đem em về giúp giùm chị. Sau này chị em mình gặp sẽ nói chuyện nhiều. Thì chú mới xuống. Chú hỏi nào Cam, trời ơi, nó có chút xíu à, đừng tổn nó rụt vậy nè. Nó dị tướng. Thì chú mới đem nó về. Nói ngay nuôi thì cũng đâu có gì, cơm tù, nhưng mà được cái là mình sung sướng. Tại vì chú muốn ăn gì trời sáng chiều á thì ở dưới nhà bếp nó đem lên cuốn sách với cây viết để mày đó. Chú muốn ăn thì chú ghi, tàu nó trả tiền, tại ăn chung với tàu chết. Mà con biết cái tụi tàu chết đó mà đem nó lên đó, nó không có lao động không gì á, thì mỗi thằng chịu trách nhiệm trả tiền, từng này này trả, từng kia trả vậy đó. Tụi tàu nó giàu đó. Là tụi tàu lúc đó vi phạm pháp luật gì mà À, phải nó đi tù? tù, nó cũng có tù nhiều tội cờ bạc hay bất cứ gì thì nó tù trong đó. Con đem nó về ở phòng mình, nó khỏi lao động khỏi gì hết thì mà ăn uống nó chịu đó, mình ăn uống sung sướng. Nhưng mà lúc đó thì cũng ở chú đâu thời gian thì tòa xử chú 18 tháng mới rưỡi chú đi rồi chú mới đem nó lên. Chú mới nói thằng dân với thằng Lâm Chín Ngón với Lâm tụi Lâm Lâm chín ngón hả chú? Lâm Chín Ngón với Hoàng Áo Đỏ tụi thằng dân á, tại tụi nó là lo ăn cho chú. Thằng Lâm á, sáng nó với cà phê nước trà rồi hai anh em ngồi uống nó dốc. Rồi chú ăn cái gì thì Lâm Chín Ngón nó kêu đi chợ nó lo ăn, thành ra chú đi. Chú mới nói thôi rồi quay lo cho thằng Cam đi, anh đi rồi đó. Là chú đi trong thời gian sau không biết, thì thằng sau này theo chú hiểu thì thằng Cam nó cũng tốt, con yêu nó kiếm nó kiếm chú đem chú về. Nhưng mà chú nghĩ là tự nhiên là nó giàu quá, chú sợ nó mang xì ke đồng quay mình lủi vô mình chết, con hiểu không? Còn thằng Lâm á, sau thằng Lâm về thì chú nghe là thằng Lâm kiếm nó thì nó cũng cho thằng Lâm 100 triệu mở cho quán thịt cầy 3 tháng 2, nó mua cho chiếc gym thì nó đối xử cũng tốt rồi, con hiểu không? Nhưng mà sau này Lâm làm quá, có thể nghe nói là Lâm kỳ hẹn nó như thế nào để qua giải quyết vấn đề chia chác á, nên nó tức nộ nó mới kêu con Dung Hà tạt ít xích thằng Lâm. Tại Lâm làm chú hiểu ra công chuyện nó vậy.
nên Cam nó mới làm đó. Chứ còn giữa chú với nó thì nói ngay nó không tốt. Cái bữa đó thì chú đi qua, chú đi thăm anh nuôi, tức là anh Hai Niệm hồi xưa ông chủ sòng ở chỗ gần ngày nữa, thì cũng kế cả tay. Chú nói con một tuần chú ra ông cho bao nhiêu vậy? Như vậy nghe ông bệnh, nói tiếng thăm chứ là thăm tiền, thì chú qua thăm ông. Thì chú qua thấy thằng Cam nó đứng ngay cửa sổ đó, nó mặc cái quần đùi, nó đi cái xe đạp không có về. Nó kêu anh, nó nói ủa em làm gì à, mày làm gì đây? Nó nói không, em làm ở dưới kho. Thì lúc đó nó khổ mà. Chú gặp nó, chú vô thăm anh Hai, thì thăm ổng thì về ổng ghét tiền. Mình thăm là thăm tiền, nó thẳng như vậy. Thì chú thấy nó quá khổ, thì nó bình thường thôi, thì mình cũng coi thường thôi, tại mình thương nó rồi mình giúp nó thì mình đâu có nghĩ gì tới. Rồi bây giờ gặp nó vậy thì anh em cũng hỏi qua hỏi lại thôi. Rồi em làm gì? Nó nói em làm với kho. Rồi chú đi. Cái thời gian đó cũng khoảng năm hai năm gì á. Cái bữa tối á, trời khuya rồi, chú chạy chiếc ô tô, chú chở con bé chú. Thì chú nghe tiếng xe hơi sau lưng nó bóp kèn, chú không có dòm lại. Chú phát tay cho xe nó qua, tại chú thấy đường trống mỏng mà, chú phát tay cho nó qua. Nó bóp nữa, chú cũng không có dòm lại nữa, chú phát tay lần nữa. Chú phát lần nữa qua, chú mới nóng á, nó đụ mẹ cái xe làm vậy. Chú quay lại thì thấy thằng Cam nó ló cái đầu ra, nó ra dấu, chạy thẳng. Con đường nó chạy xuống nhà hàng của nó, nhà hàng ra khơi qua mới xong á. Bến Bạch Đằng á. À. Dạ. Vô xe gần cái nơi từ cái nhà hàng của em á, chú giật mình. Giờ anh làm gì à? Anh ăn gì không? Đúng không? Lên chai nước suối ngồi nó với mấy cái khăn lông mà. Anh làm gì? Nó nói thì mày biết anh làm gì đâu. Anh có ba cái nghề nên anh dạy anh sống. Nó bỏ đi ông ơi. Chú ở với em. Giờ nhà hàng của em nè. Ủa chú không có thấy thằng này. Tự nhiên mới gặp nó đây mà không phải giữ nó giao nhà hàng của nó, đi xe hơi rồi đó. Thì chú về cho nó thấy mà nó hồi không dính điếu nó đâu. Tụi mày nó làm gì mà giàu vậy? Có nước bắn xịt ke mới giàu cái gì? Chú suy nghĩ giờ nếu mình đuổi vô đủ nó lấy mình, nó làm mình phong nữa là càng kết nữa. Ủa mẹ cái gì chứ, cứ bắn xịt ke thôi kể như là hết đời rồi. Tôi chú xuống. Nhưng mà nó cũng tội, nó kêu tội hiệp rồi đi kiếm chú. Đó, võ sĩ Minh Thành, nghiệp lực sĩ rồi. Còn mẹ Cam nó kêu ông xuống như này kia. Nó thôi đừng mà nói nó tao yên, tao xa lắm. Nhà tao xa lắm, Củ Chi luôn. Mình là chú từ chỗ nó. Thì nó có một lần như vậy. Ê, lúc đó chú đau. Chú bị gan sưng đè tối mặt, chú nằm nhà thương Trưng Dương. Cái lúc đó nó cũng khổ, cái sáng chú đi cà lên tên. Chú mang lại là phát Long Phụng. Thì không ngờ chú lại gặp nó dắt cái vợt Quýnh Manh á. Nó nói ủa anh đâu vậy? Anh nói đâu anh nằm nhà thương đây nè. Bây giờ anh đi lại đây tới tính vô anh Ngọc chơi về. Em làm gì à? Thì sáng nào em muốn tennis ở đây hết á. Nói vậy anh ăn gì ăn đi. Ê, nó kêu nó anh không ăn đâu, nó kêu đi cà phê sữa đá với gói thuốc, anh ngồi đi. Bị nó đang mặc quần đùi á, thì nó đi ba vòng ma lỗi nó trở ra, nó nhắc ông tôi với chú á 4 triệu, chú còn nhớ vậy. Bây giờ anh bệnh vậy phải không, bây giờ tôi chỉ anh. Anh đi lại đầu Di Từ á, là anh gặp con Ngọc. Con Ngọc là em con Trọng Két, là bạn của anh á. Nó máng thuốc tây đó, nó dưng rất linh. Anh lại anh coi. Cái là chú mới lại, chú nghe là nó chú lại thì chú thấy gặp tụi nó mừng. Cái nó anh sao vậy? Tụi nó em coi anh bệnh nằm nhà thương mà giờ ở nhà thương nó không có thuốc này. Thằng Cam nó chỉ anh lại đây. Thì nó mở ra nó thấy ở trong nó có penicillin với tetamycin.
mà con biết hồi xưa đó không có gửi tiền, nước ngoài mà gửi về Việt Nam không có gửi tiền, gửi cái thùng thuốc, gia đình mà lãnh cái thùng thuốc rồi đem đi bán, ở đâu tụi nó mua đó. Mà con biết cái thùng đó nó chỉ có hai cái loại nó mất tiền nhất thôi. Con Ngọc nó kêu rắc lên mày xé ra đưa chảnh đi, chú nhờ uống cái thuốc đó mà chú xẹp. Nó ngày chú nhớ ơn nó, giờ nó chết rồi chú cũng không có gặp nữa rồi. À, chú uống hai cái loại thuốc là chú hết bệnh đó. Khi mà chú nghe Nam Cam bị bắt á, tại lúc đó chú đang làm gì? Thì chú vẫn bình thường vậy, chú đang dạy dạy dõi mà. Lúc đó chú có nghĩ là Nam Cam sẽ bị tử hình không? Không, chú không có nghĩ gì đâu. Chú nghĩ thì nó không biết cái tội nó thì nó ra tòa người ta xử nó thôi. Còn cái chuyện tử hình thì chú có nghĩ làm gì, đâu có chuyện gì đâu. Mình không hiểu tới, không hiểu không? Không biết bên trong. Tới lúc bắt là chú mới biết là Nam Cam là ảnh kinh doanh nhiều hoạt động lĩnh vực khác nhau. Chứ lúc đầu chú cứ nghĩ là ảnh chỉ là mở cái nhà hàng thôi. Ờ. Và thiệt ra thì cái dân mà dân giang hồ cộng cán thì mới biết được Nam Cam, hay là những người dân bình thường thời điểm đó thì họ đã biết được là Nam Cam là như vậy rồi. Biết đó, người ta biết. Người ta sợ lắm. Người ta rất là sợ. Dạ. Mình thấy là mình cũng sợ, mình không dính líu nó. Con hiểu không? Dạ. Nó làm cái chuyện của nó mình không dính líu. Nhưng mà cũng vẫn sợ. Vẫn sợ, cũng đi tụi nó cũng nói. Đúng không? Bây giờ nó ghê lắm. Nhưng mà tướng Nam Cam rất là nhỏ. Nhỏ xíu con à. Sao lại sợ chú? Sợ cái hành động của nó đó. Dạ. Nó có mấy đệ tử rồi, điện cái nọ đó. Nó như con thấy nó giết người, nó đâm người ta này kia. Nó làm những cái chuyện bây giờ nó sai kiến là tới Hà Nội này kia, nó nắm dây của nó thì con không sợ nó được. Thấy không? Nhưng cái gì cũng vậy, nó có pháp luật, con thấy không? Nó làm bậy cái tội nó thì nó làm, công nhận quá lớn. Nếu con thấy tờ báo đăng, con thấy cái gì thì con thấy nó quá lớn cái tội của nó.